vàng bông này ngon đối với 5451 mà cảm vàng lúa vậy là chúng. Xịt hai cửa chỗ sệt chỗ đều là đẹp. Bởi vậy bà con thấy đó, phẫn hạt và lem lớp hạt vàng lúa này được bảo vệ ở mức cao nhất. Đối với cái phẫn tốp là Cabula và kẽm á, lưng cho ảnh xịt là 40cc. Mỗi loại là 40cc hết nha bà con. Ảnh thì cũng được giới thiệu từ một cái anh kết hợp với Alfarm ở vụ Đông Xuân, rồi giới thiệu cho ông anh này nè để mà xài bên Alfarm để mà làm vụ hè thu bất lợi này. Bởi vậy cái tiêu chí của lưng á là cứ đi làm cho một người, trúng một người đi, và làm cho thành công một người đi là tự họ giới thiệu tiếp công ty à. Ở cái cử chỗ điều á, tại vì mùa mưa nha bà con, mùa mưa nên là tính gần tính xa, nên là ảnh thấy xịt cái cử chỗ sẹt á, nói chung là im rồi. Đến giai đoạn lúa chỗ điều là vẫn tiếp tục là kết hợp bô ba nữa để mà phun xịt ở giai đoạn lúa chỗ điều. Vàng lúa nếu mà dùng hè thu cảm vàng lúa này là năng suất rất là cao luôn. Chào bà con đến với kênh Làm Nông Cùng Alfarm. Cái khu vực mà Lưng đang đứng là thuộc là Vĩnh Thạnh của Cần Thơ nha bà con. Ở đây vụ hè thu bà con làm em 5451 rất là nhiều. Có cơ duyên Lưng kết hợp với rất là nhiều bà con luôn ở khu vực Vĩnh Thạnh làm vụ hè thu này. Bà con làm em 5451 quá thì vụ này bà con, cái nỗi lo của bà con là phẫn hạt và cái việc đổ ngã. Cái chà lúa mà Lưng đang quay cho bà con xem nè. Lưng kết hợp từ giai đoạn bốc phân đồng cho tới hiện tại luôn, lúa 74, 73, 74 ngày. Thì hôm đó xịt thằng này là tính kim đưa là bỏ cái 40 đó, là xịt theo 40 luôn đó. Xịt theo 40 là hai cử là trước cho lẹt sạc và cử sau. Ừ. Hôm bữa là đứng bông là anh xịt hay gì chỗ điều á? Chỗ điều là đứng bông rồi bắt đầu là xịt lại. Chứ không có đợi qua bông. Cách nhau khoảng 8 ngày. Rồi phượng tớp với kẽm 700 thì anh cũng xịt 40 luôn. Hai này giống như liều của thằng trai là Cabula luôn. Thì nó kêu là xịt 40 là xịt 40 đúng liều lượng của bên ấy luôn đó. Dạ. Con trai luôn đó. Dạ. Cái việc mà kết hợp với bên em á là thông qua chỗ anh Tám hả? Chỗ anh Tám trước xong tới Kim sau. Gọi đầu tin tưởng rồi kết hợp hết luôn. Tin tưởng cái tính là làm một khoảng cả 20 công thôi mà thấy Tám nói thấy vui tai là làm hết 70 công luôn. Rồi, cái cảm nhận của anh như nào về cái việc mà phẫn nè lem lép nó sáng hạt nó đẹp không? Cái thằng này thì xịt thấy nó sáng hơn là cái dạng. Dạ. Yeah. Một cái lá của nó xanh thì xanh, không có xanh đậm mà xanh ngà, cái lá nó đứng lá. Dạ. Yeah. Từ ngoài, từ ở trong cặp ghìa đây đổ dài ngoài luôn. Phẫn nó rất là hạn chế luôn đúng không anh? Thì nó có khoảng hạn chế là 95% á. Năm nay là thấy khuẩn là không thấy có mấy đó. Dạ. Còn cái trà lúa bên cạnh thì thấy nó cũng hơi đen hạt hơi nhiều. Dạ. Yeah. Còn cái việc mà hạt sáng rồi cái lem lớp hạt rồi cái phẫn hạt này kia cũng im hết. Cũng im hết, cho nên thì nhìn thấy nó sáng đẹp hơn chứ nào. Dạ. Dự trù cái năng suất của vụ này mong muốn là khoảng 900 hả? Cầu cho lấy 900 mà gỡ năm ngoái lại coi. Ok anh. Hợp mấy rồi. Thì đối với cái cặp mập thau mập chọi của bà con mùa mưa á, thì bà con có thể là kết hợp là từ giai đoạn lúa 15 cho tới 22 ngày tỷ vàng lúa của bà con. Ví dụ thưa á thì mình kết hợp là xịt sớm nha bà con. Thí dụ bà con nào xịt máy bay á hoặc là xịt vàng á thì bà con có thể là lấy gói lớn đây nè. Rồi kết hợp với chai nửa lít Gabacito để mà kết hợp xịt. Còn bà con phun bình máy á thì bà con phun dùng cho lưng là 50C kèm một gói nhỏ này nè. Để mà xịt nha bà con. Thì thường một vụ lúa á, là lưng cho kết hợp là hai giai đoạn. Là giai đoạn là lúa nhỏ và đóng đồng. 50C kèm một gói. Như bà con thấy nè. Đó, tức là lưng á, cái tính của lưng á là toàn là đi thực tế đồng ruộng không à. Lưng cho bà con kết hợp á thì phải đáng tiền. Nên là hầu như là phần lớn là lưng kết hợp rồi bắt đầu người này xài im, cái chỉ người kia chỉ người nọ thôi. Cái dàn lúa của anh á thì hiện tại rất là đẹp rồi, dàn lúa này là thắng rồi. Bà con á phun xịt á mùa mưa á thì kết hợp là bỏ nước ra dùm cho lưng nha, ẩm là được rồi.
Rồi đến vụ thu đông, tại vì vụ thu đông á, nó cũng giống như thời tiết của vụ hè thu, giống như hiện tại nè, là mưa liên tục luôn. Nên là bà con sẽ tin tưởng và kết hợp tiếp tục với vụ thu đông thôi. Vụ đông xuân thuận thì không nói, còn vụ này kết hợp thắng là bà con sẽ chia sẻ. Và người này truyền qua người kia là xài rất là nhiều luôn ở vụ thu đông á. Ở đây là hầu như là lưng thấy là toàn cánh đồng này luôn nè, là bà con làm mẫu em 5-4-1 vụ này không à. Cái việc mà chết cây đối với dàn lúa của anh thì im đẹp luôn nha bà con, chết cây thì ok hết rồi. Còn dàn bông á, thì đối với em 5-4-1 á, bà con xạ dày, không bao giờ cái bông nó bự bằng em 18 đâu, nhưng mà cái tỷ lệ hạt chắc nó sẽ rất là cao, cao hơn em 18 nhiều. Nếu mà những bà con nào làm em 18 á, ở vụ mùa mưa nè, bà con không có kiểm soát được cái lem lớp hạt, không kiểm soát được cái phần hạt, thì cái dàn lúa nó sẽ thua OM 5-4-1. Bởi vì OM 5-4-1 á, cái tỷ lệ vào gạo á, nó rất là đạt nha bà con. OM 5-4-1 không có cần thuốc gạo, bộ lá đồng đẹp, không bị phần hạt ở giai đoạn lúa công giống me này mình phát hiện, là dàn lúa bà con ăn. Rồi tiếp theo nữa là cái việc hỗ trợ cho dàn lúa của mình ăn được phân, không dư phân, thì nó sẽ rất là đỡ bị phẫn hạt, bị lem lớp hạt. Và OM 5-4-1 á, thì bà con phải làm cho cái dàn cây nó cứng chắc. Mình kết hợp là đi phân, rồi kết hợp là thuốc kẽm nè, màu thơm hợp trời, để mà tác động cho dàn lúa của mình nó ăn phân, nó chia đều dinh dưỡng, thì cái dàn cây của bà con rất là cứng, dàn cây mình rất là khỏe. Và kết hợp là quản lý nước nha bà con. Lúc nào là cũng nhắc bà con, mưa không có cần giữ nước, cứ ẩm ẩm là đẹp. Không cần giữ nước nha, đừng nhắc lại là không cần giữ nước. Bỏ lá chân thì sạch đẹp luôn. Dàn lúa này trúng nha bà con. Miếng ngô 5-4-1 này là trúng. Hết hồng bông, đẹp nghẹt hết. Và hạt thì quá đẹp rồi. Đối với dàn lúa này hạt quá đẹp. Mùa mưa mà bà con cầm dàn bông, cái mức độ lem lép nó thấp như vậy là quá đẹp rồi. Như một nấm nè. Bò lá đồng á, bà con xài kẽm là con biết liền à. Nó dày kinh khủng không? Nổi gân luôn. Chỗ anh thì cũng kết hợp với iFarm là vụ đầu của bà con, thông qua một người anh chỉ, rồi anh kết hợp, anh tin tưởng hết luôn để làm với iFarm cái vụ bất lợi này. Giá lúa hiện tại thì cũng rất là tốt, dàn cây quá trời đã luôn. Anh không có dàn mắc lo nha bà con, đối với chỗ ảnh hồi đó giờ anh không có dàn mắc lo, anh không có thói quen dàn mắc lo. Với dàn lúa này thì xịt đúng cái quy trình của iFarm nè, từ giai đoạn đóng đồng cho tới hiện tại luôn, khoảng 74-75 ngày. Để lưng quay một lọt luôn cho bà con thấy dàn lúa này sáng hạt cỡ nào. Anh đang cho nước ra bà con. Cái mùa mưa bà con không cần giữ nước đâu, cứ để nó nằm dùm cho lưng, xịt xong khui nước ra bỏ đi. Hoặc là tới giai đoạn lúa chỗ mà có mưa, nền đất mình ẩm, xịt máy bay thì cứ khai nước bỏ bình thường, không có cần bà con nên nước dùm cho lưng nha. Còn vấn đề phun xịt á, thì chỗ sẹt tét bắp á, là bà con tiến hành là xịt được rồi. Xịt phẩn tớp 40C, kẽm 40C, LK Biola 40cc trên một bình 25 lít trên công 1000m2.
là đủ. Rồi cưỡng chỗ điều, tiếp tục xịt lại dùm cho lưng bầu ba là tuyệt vời. Còn đối với sâu á, thì cho ảnh xịt cái dơ vàng nha bà con, để mà phòng trừ sâu đục thân và nhện vé ở cái giai đoạn mà lúa chỗ sẹt. Chỉ một lần sâu thôi là đẹp rồi. Bữa nay lưng đi lưng mất mưa quá nhiều bà con ơi, nên là hiện tại lưng vé và lúa của anh trễ. Bây giờ là 5 giờ mấy rồi, nên là cái ánh sáng nó cũng không có đủ. Thì lưng quạt cái vàng lúa bà con thấy nè, cái lá nó rất là dày và hạt cực kỳ sáng luôn, hạt cực kỳ sáng luôn. Ảnh xịt giai đoạn lúa chỗ sẹt mấy ngày sau mới mưa, rồi ảnh xịt giai đoạn lúa chỗ đều mấy ngày sau mới mưa, tức là xịt thuận được hai đợt luôn á bà con, chỗ sẹt chỗ đều luôn á. Vàng lúa này là rất là đẹp luôn, vàng lúa này năng suất cao nha bà con. Quá đẹp. Để lưng quay cho bà con xem, để vụ thu đông á, có rất là nhiều bà con nông dân hẹn với lưng làm OE 5451 ở vụ thu đông, cực kỳ nhiều luôn. Đặc biệt là những bà con ở khu vực Cần Thơ á, vụ tới bà con làm OE 5451 cực kỳ nhiều. Quá đã bà con ơi, giờ lũ quá đẹp bà con ơi. Hàng cực kỳ sáng luôn. Thì mọi vấn đề thắc mắc á, bà con cứ điện trực tiếp cho lưng nha, để mà lưng tư vấn bà con làm. Mỗi cái nền đất, mỗi khu vực thì mình sẽ tham khảo và đưa ra công thức phân cho nó chuẩn nhất, rồi kết hợp với phun xịt thuốc gì, cái chi phí bao nhiêu, thì lưng sẽ kết hợp tư vấn cho bà con, để kết hợp với iFarm làm cái vụ hè thu bất lợi này, và ngay cả cái vụ thu đông luôn. Diện tích bao nhiêu, nhỏ lớn lưng đều trân trọng hết, và càng lớn lưng càng thích làm, lưng không có ngại diện tích lớn nhỏ gì hết. Tin tưởng iFarm thì mình cùng nhau để mà làm. Bộ lá đồng xịt kẽm tuyệt vời bà con, bộ đồng rất là đẹp.